có nhìn tiến em à? Có đứng yên không hay tiến được? Có GPS không hay đứng yên? GPS nó đứng yên một chỗ luôn. Nhưng mà mạch này mình xét phá chuẩn nên là nó cũng ấy. Nên là nó không bị trôi ra. Khi mà nó quay vòng thì một cánh nó sẽ quay chậm đi à? Hai cánh chéo nhau quay chậm đi nữa. Họ phải lập trình à? Flycam nó cũng có bốn cánh này. Flycam là cái này nhưng mà flycam nó là phải to, kéo được cả cái tàu.